chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mà là Đạt Chanh đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Giờ hôm nay chúng ta sẽ làm vừa bài đọc Làm vừa bài vĩ cho Strat nha, dành cho cấp tiểu học này. Giờ nếu các bạn thấy thích thì các bạn nhớ like, subscribe, share. Và các bạn nhớ bình luận ở bên dưới những cái thắc mắc nào đấy, các bạn bình luận bên dưới rồi mình nhận xét và đáp ứng lại nha. Giờ bắt đầu nè. Thì cái bài hôm nay chúng ta học chỉ là bài vĩ hình thép. Là bài vĩ hình thép này là ở Thượng Thành, tỉnh Bắc Ninh. Và nó có trong năm 2019 trong cuộc thi đó. Đây. Đây nha. Thì chúng ta sẽ vẽ một hình thép có chiều cao là 10 tầng, được tạo từ các hình vuông có cạnh là 20 đơn vị. Tầng 1 bao gồm 10 hình vuông xếp thành một hàng. Tầng 2 bao gồm 9 hình vuông xếp thành một hàng. Và vân vân cho đến 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cho đến khi nó có một hàng không? Xong rồi. Tầng 10 gồm một hình vuông xếp thành một hàng. Giờ cuối cùng là giờ người ta yêu cầu chúng ta sẽ vẽ cái hình đó về tính diện tích của cái hình đó luôn. Thì chúng ta đã biết cái độ dài của cái hình vuông rồi. Thì trong đây ấy, người ta nói là hình thép có chiều cao là 10 tầng đúng không? Và nó được tạo từ các hình vuông có cạnh là 20 đơn vị. Nó tới 20 đơn vị. Thì là chúng ta tính diện tích hình vuông trước. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tính diện tích hết cái phần hình đó luôn. Và chúng ta cũng phải vẽ như thế này. Chúng ta sẽ chạy thử nha. À, hình này. Đấy. Hồi cuối cùng chúng ta sẽ nói diện tích là. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thì đây. Đây là cái hình. Giờ chúng ta bắt đầu à. Thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ nhấn về thêm cái phần nhóm lệnh vĩ. Chúng ta sẽ lên phần chuẩn bị trước, là số tất cả màn hình trước khi vĩ. Nhấc bút lên rồi mới chuẩn bị. Thì chúng ta đặt kích thước bút vĩ là 2 nha. Chọn bút màu. Thì cái hình lúc nãy mà mình cho nó chạy ấy này, nó màu xanh. Đấy. Là dây đúng không? Đợi dây. Tiếp theo đặt kích thước bút vĩ hình 2. Rồi đi tới điểm ấy. Coi thử cái độ dài. Người ta nói cái độ dài của cái hình vuông nó có cạnh là 20 đơn vị. Vậy chúng ta này nó thì lại ở giữa. Vậy là mà đằng thứ nhất thì nó có 10. Vậy là 20 nhân cho 10, 20 nhân cho 10 do cạnh nó là 20 đơn vị. Mình lấy nó nhân cho 10 lên thành 10 cạnh. Tiếp theo chia cho 2. Lầu cho nó trừ 0 trừ ở đó. Rồi cho nó đi sang bên trái. Chúng ta phải nhấn thêm cái khối lệnh khi bấm vào lấy cơm màu xanh luôn. Đấy thì nó sẽ ở bên này. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm theo tổ đồ y là nó có 10 tầng đúng không? Vậy là vẫn là đây. Chúng ta vẫn chơi vậy. Rồi đấy, chúng ta sẽ ở dưới đâu. Rồi giờ tiếp theo ấy, chúng ta sẽ đặt bút và bắt đầu. Và trước khi làm chúng ta cũng thêm cái khối lệnh hướng vào phía 90 luôn. Đấy. Rồi giờ bắt đầu. Lúc khi chúng ta thêm khối lệnh đặt bút ấy, chúng ta sẽ bắt đầu dùng lệnh đồ vĩ thiệt à. Đặt bút là nó sẽ nhấc đỡ bút lên cho chỉ đôi giấy đợi chụp quầy vĩ. Chúng ta sẽ cho nó lặp lại 10 lần. Mà mỗi tầng ấy là nó từ dưới lên trên. Từ dưới có mấy tầng, dưới có mấy là 10 ô vuông. Và tầng trên ấy 9 ô, 8 ô, 7 ô. Mỗi tầng trên ấy nó đều nhỏ hơn cái tầng ở dưới là 1 ô. Đấy. Rồi chúng ta trả lại một cái biến thôi là y. Hôm nay sẽ đặt miếng y ở đây. Đặt miếng y đây nha. Là đặt miếng y là 10. Chúng ta sẽ lặp lại 10 lần. Lặp lại y đi. Là lặp lại 10 lần ấy.
Là đầu tiên, chúng ta sẽ cho nó vỉ hình vuông trước nha. Là các bạn cũng biết cách vỉ hình vuông không? Là chúng ta sẽ lặp lại 4 lần. Để di chuyển 20 bước do hình vuông người ta nói là có chiều dài là 20 đơn vị nha. Các bạn nhớ. Và tiếp theo là xoay phải 190 độ. Là muốn tính hình đa giác ấy. Hình mà nó có nhiều cạnh ấy. Là vỉ hình có nhiều cạnh ấy, chúng ta chuyển cái độ dài nó là cho nó xoay phải là 360 chia cho độ dài cạnh của không chia cho số cạnh của nó. Giờ hình vuông nó có 4 cạnh, giờ 360 chia cho 4 là 190. Chúng ta chạy. Nó sẽ lặp lại dây mãi đúng không? Đấy, nhưng nó chưa vỉ cái hình tiếp theo. Khi mà nó vỉ, chúng ta vỉ xong rồi ấy, chúng ta vẫn sẽ đứng ở đây. Để mình phóng nhỏ lại nha. Cỡ 40 đi. Đấy, rep cho nó vỉ vai, nó vẫn quay lại chỗ cũ. Vậy thì chúng ta chỉ cho nó di chuyển 20 bước theo hướng của nó. Đang nhìn nè. Rồi. Thì các bạn làm. Đấy, thấy rồi đúng không? Vậy đúng không? Thế ta cho đây lên lặp lại y chỗ đây nữa. Để được một tầng. Lúc đấy chúng ta chỉ cho nó nuôi lại nữa. Chúng ta cho nó nhấc bút. Chúng ta cho nó nhấc bút nha. Để chuẩn bị đi tới tầng khu mà đồ vị tầng tiếp theo. Tầng ở trên đấy. Là thay đổi hơn đồ một đường là đây 20 nhân cho 10. Nhưng mà đây sẽ thay đổi nó thành y nha. Đầu tiên nhấc bút thay đổi y một lượng là âm 1. Nó mới thay đổi. Đấy. Nó còn đi tới điểm đó nhưng mà nó là nó sẽ giảm đi một ô à. Thấy không? Là nó sẽ giảm là coi âm 90. Đấy. Rồi đây chúng ta nhớ phải đợi cái biến này trước nha. Trên cái thay đổi hơn độ cho không thì nó sẽ bị sai. Lúc đó nó sẽ đi tới ở giữa đây. Tiếp theo thay đổi tung độ. Thì lúc này đơn giản thay đổi tung độ một lượng là 20 chiều dài của chiều độ dài cạnh của cái hình vuông. Giờ đây thay đổi y một lượng một đúng không? Chúng ta nhấn đây. Nhưng ấy, giờ chúng ta không phải chia cho hai nữa. Chúng ta sẽ đỡ đây ra. Nhân lên luôn. Cho nếu chia cho hai ấy, nó sẽ ra một nửa. Là chúng ta cho nó chạy lại đi. Đó, chạy lại. Một lần vậy đúng không? Ở đây lật lại ơi. Rồi ok. Đấy, tèo vậy, nó giảm lại. Nó thay đổi hơn độ à. Đấy, nó đi tới chỗ đó. Rồi thay đổi tốc độ một lượt 20 lên trên. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi. Đấy. Rồi thay đổi tốc độ một lượt 20 vậy đúng không? Rồi chúng ta chỉ cho nó lặp lại vậy không? Để chúng ta sẽ chạy thử. Rồi. Trong lúc đó ấy, mình cũng cảm thấy các bạn là nên ấy. Cho chúng ta có khối lượng nhóc bút ra, chúng ta sẽ cho khối lượng đặt bút đây và bỏ cái này. Rồi. Để mỗi lần lặp lại nó sẽ chạy lại chương trình. Và các bạn đã chỉ thấy ở hôm này nó bị lật ngược lại, nó bị sai đúng không? Đây là kỳ lỗi cho những bạn thường hay bắt trước lên làm ấy. Đấy, nó bị lỗi ấy. Nên ấy, thay đổi hôn độ ấy. Lúc nó làm xong ấy, nó chỉ đi tới đỉnh đây. Nó chỉ đi tới đỉnh đây à. Đúng không? Nó lui lại, nó chỉ tới đây. Giờ nó có 9 lô ấy, lui tới đây. Nên ấy, chúng ta chỉ cần đơn giản. Nó hai cách. Cách đầu tiên, thay đổi hôn độ một lượng là trừ. Cho đây, nhân đây đúng không? Sau cho nó cầm cho 10. Là 20 chia cho 2 ấy. Thử chạy thử đây. Rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó đây là vì được. Và còn một cách nữa là nó cũng tiền lợi. Là chúng ta sẽ cho nó đi tới điểm ít về ơi. Điểm ít ấy. Nên nó vẫn chưa dài. Nhưng ấy nó sẽ là chia cho 2.
nhưng mà y nó giảm lại, nó chỉ 20 nhân cho 9 đấy. Ủa y nó vẫn lên hả? Y ấy là nó vẫn đây chưa cho hơi đấy, nên chạy à, bị lỗi đấy. Đó là chúng ta đặt đây là tung độ và thay đổi tung độ một lượng là 20. Thế nó cũng là một cách đấy. Đấy, vậy chúng ta chỉ có đây. Đây là chúng ta chỉ đặt đây là cách 1. Cách 1 à. Còn cái việc đây ấy là nó sẽ tạo thêm cho cách 2. Đấy, một cho hai cách này thì còn thấy cách này nó sẽ tiện lợi nhất. Còn cách này thì cũng được, nó cầm cho 10 này nó cũng nhanh luôn. Đấy, một cho hai lần này nha. Vậy là giờ chúng ta đã vẽ xong cái hình rồi, nhưng vẫn chưa hết. Chúng ta cũng phải, trong hình này chúng ta nó cũng có nói là hãy tính diện tích của hình tháp nó. Nên giờ ấy, chúng ta cho nó quay vào bên đây. Nó là giờ trong lúc nó đang vẽ ấy, đặt kích thước nó nhỏ lại cỡ 40 không. Đấy, cho đặt y hệt 10 lúc vẽ xong ấy, cho nó đi tới đây, tọa độ này đó này, cho nó phù hợp ấy. Nó là kích thước 100 là nó nói thì nó chỉ ở âm 160 nha. Âm 160, con tọa độ y là 64. Là lúc đó chúng ta sẽ cho nó nói trong vòng 4 giây. Đâu, 3,5. Là chúng ta sẽ cho nó nói ấy. Chúng ta cũng sẽ đặt cho cái đặt kích thước thành 100 luôn. Rồi, và cuối cùng là cho nó nói ấy là đây, chúng ta cho nó kết hợp à. Chúng ta sẽ ghi là diện tích của hình thép đó là 2 chấm, lầu cho thêm một dấu cách nữa mà vì đây. Và lúc đây nó sẽ kết hợp lại đúng không, trong lúc nó kết hợp ấy, để chúng ta sẽ làm như vậy. Chúng ta bạn phần kết hợp này ấy là chúng ta sẽ cho nó trong cái phần thứ hai kết hợp này là cho nó cộng tính luôn. Coi thử, giờ chúng ta đã biết chiều dài của cái hình hình vuông là 20, vậy là tính diện tích hình vuông nói là nhân 20 nhân cho 20 đúng không? Vậy là 400. Vậy chúng ta chỉ lấy 400 nhân cho 10. Nhân cho 10 mà đây 1 2 3 4 5 6 10, vậy là 55. Nhưng ấy cách này ấy thì nó cũng được, nhưng có điều ấy, do có một cái mà mình không thấy được thì cách này ấy chỉ dành cho mấy bạn mà cơ bản thôi. Cho một cách nó hay ấy, chúng ta tạo ra một cái biến, cách này thì chúng ta sẽ được ăn điểm lắc tối đa luôn, là đặt tổng. Chúng ta sẽ đặt tổng à, chúng ta sẽ đặt tổng ấy, nó sẽ thành không. Và mỗi lần nó lặp lại cái này ấy, chúng ta cho nó thay đổi cái tổng à, là một lượng là y, một lượng là 20 nhân cho 20, sau nhân cho y là số lượng khối của mỗi tầng ấy đúng không. Đấy, đó 120. Được, cuối cùng chúng ta đổ tổng nó vô và chúng ta sẽ chạy thử, nó sẽ dần dần tăng lên. Nó thấy tổng không, nó đang dần dần tăng lên à. Đấy, nó là 22 nghe, nó vẫn giống như cái cách tính lúc nãy, nhưng mà cách này nó sẽ tiện lợi hơn, nó tổng vét lại, nó là nó sẽ được ăn điểm rất nhiều. Rồi như ấy, chúng ta để xong khi làm xong cái bài này nha. Thì ấy, nếu các bạn hay thích video này thì các bạn nhớ để làm like, share, subscribe. Và nếu các bạn có thắc mắc hay câu hỏi nào vừa nói
thì các bạn nhớ nhận xét ở bình luận bên dưới rồi mai mình trả lời giải giải đáp lại cho bạn nha. Giờ video đến đây kết thúc rồi, thì mình mong các bạn làm được cái bài này nha. Thì giờ xin chào các bạn và bye bye. Bye.